Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị theo dõi các nội dung sau đây. 19 giờ tiết mục Những Em Bé Thông Minh, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fizz và Foxy, 19 giờ 50 phút Tin Thế Giới, 20 giờ 15 phút truyền hình trực tiếp chương trình Album Vàng, 22 giờ Tình Trong Nước, 22 giờ 15 phút ca nhạc Thay Lời Muốn Nói Bạn Đời, 23 giờ 15 phút Đất Nước Mến Yêu Sắc Màu Thiên Nhiên, 23 giờ 35 phút Vấn Đề Thể Thao Trong Tuần, 23 giờ 55 phút Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Tin Thể Thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 14 tháng 8 gồm những nội dung sau: 0 giờ 5 phút du lịch vòng quanh thế giới Bắc Florida, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Từ Khi Gặp Em tập cuối, 1 giờ 30 phút khám phá cứu hộ nước cuốn, 2 giờ chuyên đề âm nhạc hộp thư âm nhạc thời sự âm nhạc, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 23 và 24, 3 giờ 30 phút Đất Nước Mến Yêu Sắc Màu Thiên Nhiên, 3 giờ 50 phút văn hóa ẩm thực món ăn xứ Huế, 4 giờ 10 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật hồ sơ cảnh sát. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc TV khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ.